Quý vị và các bạn đang theo dõi blog tâm sự trên kênh Chuyện Đàn Bà. Thưa quý vị và các bạn, để thỏa mãn cho nhu cầu về quần áo, xe cộ, ăn chơi, hưởng thụ, các gái bao thường chọn trao thân cho những người đàn ông giàu có, bất kể tuổi tác. Thế nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi khi mà ẩn mình trong đó là những căn bệnh xã hội, những nguyên tắc trái với luân thường đạo lý. Và rồi cuộc sống của những cô gái bao sẽ ra sao những ngày sau khi mà tưởng như chỉ dựa vào những đồng tiền? Một câu chuyện về gái bao đến hiện tại vẫn để lại trong lòng Hồng Nhung rất là nhiều suy nghĩ và nhiều khúc mắc dấu chấm hỏi khi các bạn khán giả gửi về cho chương trình Blog Tâm Sự. Ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngắn với tựa đề Gái bao 40 triệu 4 ngày biếu thân cho. 10 giờ sáng chủ nhật, trên chiếc Toyota Sienna do Dũng cầm lái chở tôi, Mạnh và Bảo dừng lại trước một căn nhà 3 tầng. Cửa sắt đóng kín, nằm trên đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Móc chiếc điện thoại trong túi áo, Dũng bấm phím số. Sau đó vài giây cậu ta nói: "Tụi anh đến rồi, mấy em xuống đi." Tôi quen Dũng, rồi qua Dũng tôi quen Bảo, Mạnh. Tuần trước Dũng mời tôi đi uống cà phê, hồi chừng 20 phút, và sau khi đọc xong một bài báo, Dũng văng tục: "Cha nào viết cái bài này, chỉ toàn nghe hơi nồi chõ, thêm mắm thêm muối." Tôi hỏi là bài gì vậy, Dũng đáp: "Gái bao." Rồi Dũng đưa tôi cái iPad. Lúc đọc hết tôi hỏi Dũng: "Sao cậu biết là thêm mắm thêm muối?" Dũng lắc đầu: "Gái bao đâu phải như vậy. Nếu bác muốn biết, thứ bảy này ra Vũng chơi với tụi em, thứ hai về, em sẽ kêu mấy đứa gái bao đi cùng để bác tâm sự." Theo lời của Dũng, nhóm gái bao mà cậu rủ đi, người lớn tuổi nhất cũng đã quá 23. Tất cả đều được bao bởi những đại gia khác, nhưng các cô thỉnh thoảng vẫn đánh lẻ để tăng thêm thu nhập. Ăn ở nhậu nhẹt tụi em chịu, khi về đưa mỗi cô 2 triệu đồng, nói chung bao mỗi ngày 1 triệu. Vẫn theo lời Dũng thì mấy ông muối nhiều hơn tiêu, hoặc là tóc trên đầu lắm chỗ đã di rời giải tỏa. Các cô hét còn cao hơn nữa, 1,5 triệu thậm chí là 5 triệu đồng một ngày. Tôi hỏi: "Sao lạ vậy? Già rồi làm ăn đâu quàng trẻ?" Dũng cười: "Tụi nó biết tâm lý mấy ông già thừa tiền lắm của, đi chơi chỉ thích gái tơ nên tụi nó làm giá. Hơn nữa hết thời gian bao thì đường ai nấy biến, không đeo bám lằng nhằng. Vì đa số đàn ông khi ăn vụng, họ rất ngại xảy ra chuyện với các cô, nay nhắn tin thương nhớ, mai điện thoại hẹn hò, mốt lại than nghèo than khổ, vòi vĩnh xin tiền." Câu chuyện giữa tôi và Dũng ngắt quãng, vì ngay lúc đó, cánh cửa sắt kêu ken két, rồi ba cô gái bao vali túi sách lỉnh kỉnh xuất hiện. Có cô mặc váy ngắn đến nửa đùi, và cũng có cô mặc quần shorts, áo sơ mi, mặt mày cô nào cũng phấn son rực rỡ. Bật ghế lên, Bảo kéo một cô vào băng sau, Mạnh cùng với cô ngồi băng giữa với tôi, cô còn lại ngồi cạnh Dũng ở phía trước. Làm gái bao, ngoài việc lo ngại các bệnh lây nhiễm theo đường tình dục thì điều mà các cô lo lắng nhất là có bầu. Chả thế mà cô nào cô nấy đều chăm chỉ uống thuốc ngừa thai hàng tháng, hoặc là trong túi luôn có sẵn những vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp. Bởi lẽ những người gái bao không ai chịu dùng bao cao su khi mà quan hệ, vì họ tin rằng gái bao là rau sạch. Chưa kể có ông còn bắt các cô phục vụ với những kiểu cách quái đản. Ngân cho biết, có tháng cô phải uống thuốc đến 9 lần vì người bao cô là chủ tiệm vàng. Lợi dụng lúc vợ qua Mỹ thăm hai đứa con đang du học bên Mỹ, đã đến ở với cô liên tục. Trong lúc theo khuyến cáo của chị dược sĩ tại tiệm thuốc Tây nơi cô mua thuốc thì không nên dùng quá 4 lần một tháng. Hải nói, có lần em bị nhiễm nấm âm đạo, đi khám ngoài việc uống thuốc, đặt thuốc, bác sĩ còn kêu em về bảo chồng cũng phải uống thuốc, vì nếu không em lành thì ổng sẽ lại lây sang cho em. Thế nhưng lúc đem chuyện này nói ra với tay chủ trang trại bò, Hải đã lĩnh nguyên cái tát tai. Vì cô đi chơi bời lung tung rồi dở trò, đổ tội cho tôi hả? Nhưng chỉ được một tuần, tay chủ trang trại bò quay lại làm lành. Vì theo lời Hải, thằng cha có thương yêu quý báu gì em đâu mà phải tiếc. Mỗi tháng trả gần em trung bình 11 lần, đưa 7 triệu.
Vĩnh ra mỗi lần chưa được 700 ngàn đồng. Rẻ hơn cả đi gái mại dâm mà lại an toàn nên cha mới xuống nước. Nhìn cô gái trẻ măng, xinh xắn nhưng tư duy đầy rẫy những tính toán, tôi thấy chạnh lòng. Bởi lẽ mai này cô sẽ lập gia đình với ai, rồi sống ra sao khi mà trong cô đồng tiền quyết định tất cả. Một trong những tai họa nữa mà các cô gái bao thỉnh thoảng vẫn gặp phải là bị đánh ghen. Bởi lẽ hầu hết những người bao các cô đều đã có vợ. Khi thấy tôi biểu lộ sự tò mò về chuyện này, cả Hải, Ngân và Hoa thi nhau kể hết công suất. Hải nói hồi đó nhóm có nhỏ tên là Mai được một ông làm nghề môi giới mua bán nhà đất bao trọn gói, nghĩa là cho hẳn một căn nhà 40m² ở khu dân cư Vĩnh Lộc, một xe tay ga, nhưng tất cả đều do ông ta đứng tên vì cô không có hộ khẩu Sài Gòn, hàng tháng chu cấp 30 triệu. Hải kể tiếp, biết thằng chồng có máu 35 nên vợ ghen dữ lắm. Có lần bà điện thoại kiểm tra, nhưng trước khi nghe, ông kêu Linh nói lớn, nếu anh đồng ý 400 triệu thì tôi đặt cọc trước 30 triệu. Rồi ông mới trả lời vợ rằng anh đang gặp khách hàng để bán lô đất ở cạnh khu công nghiệp Tân Bình. Thế nhưng có lần, chẳng hiểu Mai vô tình hay cố ý, mà lúc tiễn người tình ra cửa, Mai dựa mặt vào vai ông ta, khiến chiếc áo trắng của ông dính một vệt son đỏ hồng. Suốt 2 tuần, không thấy người tình đến đưa tiền bao, Mai điện thoại thì chuông vừa reo là máy tắt. Mãi sau đó mới có tin nhắn. Em ác quá, em in son môi vào áo anh, vợ anh đang quậy tanh bành. Bẵng đi gần 1 tháng, người tình bao của Mai mới xuất hiện. Ngân kể, lúc đó em tới chơi với nó nên em thấy hết. Chắc là vợ ông này nhờ người theo dõi nên ổng vừa đẩy xe vô nhà thì chỉ một lát sau bà xông vào cùng với 2 bà nữa, túm tóc cái Mai dí đầu xuống đất, vừa đánh vừa chửi, tay còn kéo áo xé váy. Cảnh tượng lúc đấy phải nói là kinh hoàng. Xui cho nó, khi bà xông vào thì cha nội kia đang ôm eo nó. Tội nghiệp, lúc đó nó chỉ biết lấy tay che mặt chứ hổng dám phản ứng gì. Còn cha già kia đứng như trời trồng, mặt cắt không còn chút máu. Chỉ đến khi mấy người hàng xóm vào cam, gỡ được Mai khỏi tay hoạn thư rồi, đưa qua nhà họ chú đỡ, thì trận đánh ghen mới tạm lắng. Cái Mai thì sơ xác thất thểu đi, phải có người dìu, mặt hoảng chưa hết sự bàng hoàng. Chưa hết, chỉ vào chiếc tay ga click mà người tình bao mua tặng Mai, bà gầm lên. Xe lại của ai? Ông chồng ấp úng. Của anh. Giấy tờ xe đứng tên ai, để đâu? Đứng tên anh, để trong cốp. Đất với nhà này là của ai? Của anh mới mua, đang kêu người bán. Sổ đỏ đâu? Anh cất ở nhà. Chứng kiến toàn bộ sự việc, sợ bị đánh oan, Ngân lẳng lặng lủi vào quán cà phê gần đó. Em thấy bà kêu một bà cùng đi chạy chiếc click về trước, rồi bà lôi hết quần áo đồ đạc của con Mai ném ra đường, bấm khóa cửa, cất luôn chìa khóa, kèm theo lời nhắn: biểu con đĩ đó khôn hồn thì đừng bao giờ bước chân vô đây nữa. Tao mà thấy mặt nó thì tao cạo chọc đầu. Ngân kể. Thế là mất cả chì lẫn chài. Chiều hôm đó Mai lủi thủi ôm bọc quần áo gọi taxi đi đâu chẳng rõ. Mấy lần em điện thoại cho nó, tính kêu nó về ở với em để khỏi tốn tiền mướn nhà, nhưng lần nào máy nó cũng ỏ ý e hết. Nhi kể. Tôi hỏi các cô thì sao? Có sợ bị đánh ghen hay không? Ngân lẻn đuối. Sợ chứ, nhưng mà nếu không làm thì tụi em biết sống bằng cái gì đó bây giờ. Bác có nghe cái cô người máu ngọc trinh gì đó cũng phát biểu là yêu mà không có tiền thì chả nhẽ cọc đất mà ăn. Chào ơi, nghe cô nói mà tôi cứ cảm tưởng như là không còn một cái nghề nghiệp nào có thể kiếm tiền trên cuộc đời này nữa. Ngoài chuyện bị đánh ghen, cũng không ít gái bao bị chính người tình bao đánh đập. Đưa tôi xem mấy tấm hình trong iPad, Nhi kể. Con nhỏ này được thằng cha kia bao mướn nhà cho ở, sắm sửa đồ đạc, mua xe máy, tháng còn đưa cả mấy triệu để ăn xài. Nhưng có lẽ cha kia hết xí quách hay sao đó, nên nó cặp với một thằng trẻ bằng tuổi nó. Tiền thằng cha kia nó đem nuôi thằng này. Nghi ngờ nên ông già bao để tâm theo dõi bắt quả tang. Ông ta thanh toán tiền nhà cho chủ mặc dù ở chưa hết tháng, rồi đuổi cô gái ra khỏi nhà sau khi tát cho cô ta mấy cái. Chiếc quạt máy gắn trên tường
ông ấy cũng giật đứt cả dây điện, ném xuống đất bể làm hai ba mảnh. Nồi niêu chén bát, ông ấy cũng đập tan hoang. Còn chiếc xe, ông điện thoại gọi người bạn tới, nhờ chạy về. Theo lời Nhi, hàng xóm có người chụp hình rồi tung lên mạng. Vậy mà con nhỏ đó vẫn nhơn nhơn. Nó cùng với thằng bố đi mướn nhà khác. Nghe nói nó mới quen được một cha là chủ cửa hàng cầm đồ, nên mai mốt thấy nó chạy chiếc xe khác thì cũng chẳng có gì là lạ. Có thể nói tất cả những cô gái bao tôi đã tiếp xúc mà thực chất đó chỉ là một dạng mại dâm trá hình, thì triết lý sống của các cô là có tiền có đủ thứ, tội gì không làm. Phương, 19 tuổi, tự nhận là sinh viên năm nhất của một trường cao đẳng ở thành phố Hồ Chí Minh. Chẳng biết thật hay không, đã ra giá 25 triệu khi tôi ngỏ ý muốn bao cô đi Mũi Né 3 ngày cuối tuần. Theo lời cô, người ta bao em đi Vịnh Hạ Long chỉ 4 ngày mà đi bằng máy bay, họ còn trả tới 40 triệu. Tìm hiểu thêm, tôi biết là Phương không phải là gái bao dài hạn mà chỉ là gái đi tour. Nghĩa là cô chỉ đi từng chuyến một, nhưng mà có chọn lựa. Trước khi đi thì có hẹn gặp khách ở một quán cà phê hay là một quán ăn nào đó để mà bàn bạc cụ thể ngày giờ giá tiền. Nếu thấy được, nghĩa là ăn nói tư cách tác phong đàng hoàng sạch sẽ thì em mới nhận lời. Khi tôi hỏi, nhưng chỉ gặp một lần như vậy làm sao mà biết ai tốt ai xấu, Phương nhún vai rất điệu. Thì hên xui anh ơi. Phương hỏi lại, nhưng anh đi mấy người? Tôi nói đi một mình thì Phương nói luôn, nếu vậy thì được, em hữu nghị cho anh 15 triệu. Số máy em anh biết rồi, nếu đi anh báo trước một ngày để em chuẩn bị. Tôi hỏi tiếp, nhưng đi đông thì vui hơn chứ, anh có 3 người bạn, em rủ thêm 3 cô nữa được không? Phương lắc đầu, thôi phức tạp lắm. Hóa ra sự phức tạp ở đây không phải là đi đông thì có thể sẽ gặp người quen với gia đình Phương, mà thực chất trong một lần nhận lời đi tour Nha Trang với 2 cặp nữa, cô đã gặp đại họa. Đến Nha Trang, thuê khách sạn rồi, tối hôm ấy sau chầu ăn nhậu, về phòng, người đàn ông bao cô thực hiện công việc thuần tính bản năng giống đực. Khi xong chừng 10 phút, ông ta nhá điện thoại, và chỉ 5 phút sau một ông cùng đi chung mở cửa bước vào, còn ông bao cô thì bước ra. Khi nhận ra những ông khách chơi trò tập thể, Phương cắn răng chịu đựng 3 ông trong mấy tiếng đồng hồ. Mà chẳng riêng gì Phương, 2 cô đi tour với cô cũng cùng chung cảnh ngộ. May là một đêm, chứ nếu kéo dài thêm đêm nữa, chắc em banh xác vì mấy thằng cha đó xài thuốc. Hôm sau về em nằm bẹp cả ngày, mặc dù em nghĩ anh không chơi trò này, nhưng em cẩn thận cho chắc ăn. Em hỏi anh đi một mình hay đi với ai là vậy đấy? Phương nói. Biết ra sao ngày sau? Đó là câu nói mà Nhi trả lời khi tôi cùng cô ngồi ở một quán cà phê trên đường Hạ Long nhìn ra biển Vũng Tàu. Nhi kể đã từng có thời cô mời thầy về, sáng học toán, chiều học anh văn, nhưng học rồi thì chữ bên tay này lại chạy qua bên tay kia, ra ngoài tuốt luốt. Hơn nữa, học cũng chẳng biết làm gì vì gần nhà em có anh đó tốt nghiệp đại học bách khoa đấy, nhưng cũng chả xin được việc làm. Giờ đi trông coi tiệm nét, em đang ráng để dành chút vốn về quê mở tiệm uốn tóc gội đầu. 4 giờ chiều chủ nhật, Bảo nhắn tin kêu gọi cùng Dũng, Mạnh trả phòng khách sạn. Trên xe, Nhi rủ Hải, Ngân lát về ghé bệnh viện thăm con Mai nghe tụi bay. Tôi hỏi bạn các em bệnh hả? Nhi gật đầu. Dạ, nó bị ho lao, nặng lắm. Khi biết nó bệnh, thằng cha bao nó lặn mất tăm. Tiền kiếm được đổ vô thuốc men hết. Bây giờ nhiều bữa nó phải xin cơm từ thiện cầm cự qua ngày. Không khí trong xe chợt trầm xuống. Một lát, Ngân nói bâng quơ. Chắc là cha kia lây cho nó. Có lần tao tới nhà nó tình cờ gặp thằng cha, thấy cha già hom hem ho sù sụ, khạc đờm liên tục nhìn phát ớn. Tôi hỏi, bạn em họ tên gì? Hiện nằm ở khoa nào, phòng nào? Anh gửi gắm cho, vì anh có người quen ở đó. Lát sau tôi gọi một bác sĩ ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Nghe tôi nói tên tuổi chừng 10 phút, vị bác sĩ này gọi lại cho biết cô này bị lao phổi trên nền S giai đoạn cuối, chắc khó sống. Không rõ căn bệnh thế kỷ ấy là do người đàn ông bao cô gái truyền cho cô hay ngược lại. Mà dẫu ai truyền cho ai đi chăng nữa, thì vợ của ông ta biết đâu lại chẳng là nạn nhân tiếp theo.
Khi Dũng dừng xe để cả bọn ăn bánh canh gà ở Long Thành, ba cô gái Bao lại cười nói vui vẻ, tranh giành đĩa giá chủng, rót bia vào ly, cùng nhau chan chát, rồi mỗi cô nhận cái phong bì từ tay Dũng. Như thể chuyến đi Bao vừa qua và người bạn đồng nghiệp sắp chết là chuyện bình thường. Trong giây lát, bất giác tôi nhớ lại câu nói của Nhi. Em đang ráng để dành chút vốn về quê mở tiệm bún tóc gội đầu. Nhưng một khi những cái bất thường trở thành bình thường, thì chuyện thay đổi có lẽ là điều không thể. Quý vị và các bạn thân mến, theo quý vị và các bạn, những câu chuyện về cuộc đời của những cô gái hành nghề gái Bao có khi nào về hưu hay không? Và rồi 5-10 năm nữa, cuộc đời của họ sẽ đi về đâu? Đừng quên để lại bình luận của quý vị ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong rất nhiều câu chuyện tâm sự hay khác nữa trên kênh Chuyện Đàn Bà. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.